Chào các bạn, trong bản tin ngày hôm nay xin cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử danh ca Trường Vũ. Trường Vũ tên thật là Huỳnh Văn Ngoảnh, sinh vào ngày 25 tháng 2 năm 1963, là một nam ca sĩ hải ngoại, người Việt gốc Hoa ở Mỹ, nổi tiếng với dòng nhạc vàng. Anh là nam ca sĩ thường song ca cùng với Như Quỳnh và Tâm Đoàn. Trường Vũ sinh ra tại huyện Vĩnh Châu, tỉnh Bạc Liêu, nay là thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Anh là con thứ 5 trong gia đình có 6 người con gốc Triều Châu đã sang Việt Nam để lập nghiệp từ nhiều đời trước. Từ năm 1983, anh vượt biển ở trại tị nạn Paulo Bidong, Malaysia hơn 1 năm, sau đó định cư tại Los Angeles. Trong thời gian ở Los Angeles, việc nghe những băng nhạc thu âm cũ từ quê nhà qua hai giọng ca Chế Linh và Duy Khánh đã ảnh hưởng nhiều đến sự nghiệp sau này của anh. Sau đó, Trường Vũ đã ghi danh học trung học phổ thông nhưng đã bỏ ngang vì quá đam mê ca hát. Vào một dịp tình cờ, ca sĩ Trung Tử Lưu nghe được anh hát và đã mời anh về cộng tác với Trung tâm Phượng Hoàng và Trung tâm Ca Dao. Thời gian đầu làm việc thu âm thật khó khăn vì ngôn ngữ thường dùng trong giao tiếp hàng ngày của anh là tiếng Triều Châu và tiếng Quảng Đông. Đối với tiếng Việt, anh chỉ hiểu những từ đơn giản. Qua lời tâm sự của anh thì người giải thích những bài hát chuẩn bị thu âm và hướng dẫn anh trong việc phát âm tiếng Việt đó là cô bạn gái tên Anh Thư. Ngoài ra, cô cũng là người đã khuyến khích và ủng hộ anh đi theo con đường ca hát. Trong thời gian chập chững vào nghề, anh đã theo học với nhạc sĩ Duy Khánh trong 5 năm, được ông hướng dẫn về phần nhạc lý và phát âm. Ngoài ra, anh còn được nam ca sĩ Chế Linh nhận làm học trò, hướng dẫn anh trong việc giữ hơi và luyến láy. Từ đó đến nay, Trường Vũ đã cộng tác với nhiều trung tâm sản xuất, phát hành nhạc lớn ở hải ngoại như Trung tâm Ca Dao, Trung tâm Phượng Hoàng, Trung tâm Tỉnh, Trung tâm Asia, Trung tâm Vân Sơn, Trung tâm Thúy Nga và xuất hiện nhiều trên các băng đĩa nhạc CD, DVD của các trung tâm này. Ở Trung tâm Vân Sơn, anh thường được ghép tiết mục song ca cùng với Tâm Đoàn. Ngoài ra, anh còn trình bày các sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nghĩa như Mộng Tha Hương, Xót Xa Tình Đời, Hạnh Phúc Thương Đau, Dừng Bước Bần. Ở Trung tâm Thúy Nga, anh thường được ghép các tiết mục song ca cùng với Như Quỳnh. Cặp đôi đã có khá nhiều bài được khán giả yêu thích như Nhớ Người Yêu, Không Giờ Rồi, Phố Đêm. Anh đặc biệt nổi tiếng với những ca khúc nhạc vàng mang chủ đề nghèo hoặc thất tình như Đám Cưới Nghèo, Thân Phận Nghèo, Nghèo Mà Có Tình, Xua Đi Huyền Thoại, Không Giờ Rồi và nhạc lính như Rừng Lá Thấp, Bông Cỏ Mày, Thư Cho Vợ Hiền, Ba Tháng Quân Trường, Mưa Đêm Tỉnh Nhỏ. Năm 2006, ca sĩ Trường Vũ được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam. Năm 2010, anh đã có 2 đêm diễn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Về đời tư, vốn được sinh ra ở vùng đất nổi danh với những tay chơi và công tử nhà giàu, nhưng gia đình của anh là một gia đình đông con sống ở một vùng, một ấp nghèo. Vì vậy mà cuộc sống của gia đình anh cũng rất khó khăn. Sau quá trình vượt biên và định cư ở nước ngoài, anh đã nỗ lực phấn đấu và học hỏi rất nhiều để có được sự thành công và tên tuổi như ngày hôm nay. Hầu hết những ca khúc mà anh hát đều là những ca khúc buồn và chất giọng đậm chất quê hương trữ tình của anh đã đi sâu vào lòng khán giả. Nhiều lúc, người ta thường ví rằng những ca khúc mà anh hát tương trưng như là nỗi lòng, sự giãi bày về kiếp phong trần cũng như cuộc đời bấp bênh trôi nổi của mình. Anh cũng đã từng chia sẻ rằng việc đi hát chỉ đủ để kiếm sống qua ngày, có lẽ cũng bởi vậy mà trông gương mặt của anh khá buồn và khắc khổ. Trong một lần trở về quê hương biểu diễn ở Hà Nội, đúng vào dịp đồng bào miền Trung đang gánh chịu một trận lũ lụt lịch sử, nam ca sĩ đã dành số tiền cát xê của mình để ủng hộ đồng bào miền Trung. Xa quê hương đã lâu, nhưng chúng ta có thể thấy được tấm lòng và tình yêu thương mà anh đã dành cho quê hương đất nước, cho con người nơi anh sinh ra. Vì sao danh ca hải ngoại Trường Vũ không bao giờ nhắc đến vợ và con? Trường Vũ sống kín tiếng, giản dị và đặc biệt là anh không bao giờ nhắc đến vợ và con. Ngôi sao hải ngoại có giọng hát truyền cảm, Trường Vũ sẽ hội ngộ cùng với khán giả thành phố Hồ Chí Minh trong một đêm nhạc. Nam danh ca cho biết anh là người sống chung tình nên những ca khúc đã tạo nên tên tuổi của anh đến bây giờ vẫn giữ nguyên bản, không thay đổi bản phối như Đám Cưới Nghèo, Nghèo Mà Có Tình, Xa Người Mình Yêu, Áo Em Chưa Mặc Một Lần, Người Đến Từ Triều Châu, Thành Phố Buồn, Ngày Vui Qua Mau. Trường Vũ đã thừa nhận
bản thân sống khép kín, ít khi chủ động quảng bá tên tuổi, nhưng may mắn luôn được tổ đãi nên công việc đi hát luôn thuận lợi. Đặc biệt là gia đình là chỗ dựa vững chắc để anh có thể đi diễn ở nhiều nơi mà không lo lắng. Mỗi khi lên sân khấu, nhiều khán giả thắc mắc về vợ con anh, ca sĩ tâm sự: "Vợ tôi đã hy sinh rất nhiều để tôi có được ngày hôm nay. Tôi không muốn đưa vợ con vào giới showbiz, cuộc sống của họ sẽ bị xáo trộn, không nhiều cũng một ít." Trường Vũ hy vọng đêm nhạc sắp tới anh có dịp tâm sự nhiều với fan trong nước về chặng đường đã qua cũng như kỷ niệm trên sân khấu. Anh đã vui mừng vì những năm gần đây được khán giả quê nhà nhớ đến và các bầu show liên tục mời anh có cơ hội thường xuyên về nước biểu diễn. "Ở Mỹ, tôi chỉ hát vào cuối tuần, một năm có vài ngày lễ thì được hát thêm. Ở Việt Nam thì mình có thể hát hàng ngày, một tuần thì hát 5 đến 6 ngày luôn", anh kể. Sinh ra ở vùng đất Bạc Liêu nổi danh với những công tử nhà giàu chịu chơi, nhưng Trường Vũ là con trong gia đình người gốc Triều Châu, Quảng Đông của Trung Quốc, sống tại một ấp nghèo toàn người Hoa. Trường Vũ nói tiếng Việt cũng chưa thạo, bằng lòng yêu âm nhạc, lao động nghệ thuật hết mình, anh đã khẳng định một tên tuổi được đông đảo khán giả người Việt yêu mến. Trong số những giọng ca hải ngoại, Trường Vũ được đánh giá là giọng ca đặc biệt với những dòng nhạc trữ tình quê hương. Anh được biết đến là một giọng hát thay thế những ca sĩ từng gieo vào lòng khán giả nhiều sầu nhớ như Chế Linh, Tuấn Vũ. Trường Vũ từng được Chế Linh nhận làm đệ tử, chính vì thế những bài ca buồn về quê hương, gia đình, bạn bè và người yêu một thời gắn với tên tuổi Chế Linh giờ lại làm nên tên tuổi thành công của Trường Vũ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.